Đào Sáo 2023. Fan Trung Quốc choáng váng trước ca khúc Người Lớn của Chipu. Chipu quả là cái tên được fan Trung Quốc quan tâm. Những ngày qua, Chipu là cái tên được quan tâm khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Với sự thể hiện ổn định, Chipu được kỳ vọng sẽ tiến sâu hơn vào trong chương trình. Mới đây, cộng đồng fan Trung Quốc lại được fan đứng ngồi không yên khi ca khúc Chỉ Ta Biết Thôi của Chipu bất ngờ được chia sẻ. Đây là ca khúc với phần giai điệu ca từ và hình ảnh đậm chất người lớn, là OST của bộ phim Chị Em, đóng cùng Thanh Hằng. Độ táo bạo của Chipu trong MV này đã khiến fan Trung Quốc vô cùng bất ngờ, xen lẫn hào hức. Tại Trung Quốc, các dự án liên quan đến Nam Mỹ hay Bách Hợp đều luôn nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng. Đó cũng chính là lý do mà Chipu thường xuyên được đẩy thuyền về Amber hay Nếu Nhã Sắt. Dù lượng anti-fan tại Việt Nam của Chipu khá đông, thế nhưng hiện tại cô nàng đang là cái tên được nhiều người quan tâm tại Trung Quốc khi tham gia chương trình Đạp Gió. Có thể nói sau Hoàng Thùy Linh từng gây bão với Si Tình, Chipu là ca sĩ V-pop tiếp theo được nhiều người biết tới tại Trung Quốc. Một số bình luận như sau. Trời ơi, tôi điên lên mất, cặp này đẹp đôi quá. Chị gái kia Thanh Hằng đích thị là tổng tài trong mơ của tôi. Chipu quả thật phù hợp với nhiều hình ảnh từ dễ thương đến nóng bỏng. Tiếc là tôi không thể xem trực tiếp MV của cô ấy trên YouTube. Làm sao để nghe được hết các ca khúc của Chipu vậy? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.